Xin chào tất cả các bác, chào tất cả mọi người. Chào mừng các bác và mọi người quay trở lại kênh YouTube CCTV Vlog, kênh mới nhất của Hoàng Zone Trang Trang TV. Mong rằng các bác tích cực ủng hộ bằng cách đăng ký kênh, like video, nhấn nút thông báo. Cảm ơn các bác rất là nhiều. Trở lại câu chuyện ngày hôm nay thì có thể ngắn gọn thế này. Quả này thì Sàm Tăng mất lối rồi, sẽ đi về nơi xa lắm. Bởi vì tôi vừa nhận được một thông tin có thể nói rằng là không chính thức, là những cái ý kiến của cộng đồng mạng, đặc biệt là lúc đầu là nhiều người không hiểu về Phật giáo, thì họ có thể nghĩ rằng là những cái ông này là bậc chân tu. Nhưng mà với cái sự xuất hiện của sư Minh Tuệ, với cái sự hiểu biết của cộng đồng mạng là cũng được phát triển, có thể nói rằng là rất là nhiều trong cái thời gian vừa rồi. Trước đây chúng ta cứ nghĩ rằng là đi Phật đến chùa rồi cầu phước, rồi là cầu duyên, rồi là cầu may, rồi cầu tự, rồi cầu rất là nhiều thứ. Thế nhưng mà không phải. Cái sự xuất hiện của sư Thích Minh Tuệ nó như là một cơn gió mát lành để mà chúng ta bắt đầu là đi tìm hiểu kinh Phật. Và tìm hiểu kinh Phật thì chúng ta sẽ nhận thấy rằng ở trong đó có những cái đoạn kinh, và đặc biệt là cái giới luật của Đức Phật, là nói rất rõ, rất kỹ và rất cụ thể, gần như là không thể ai có thể là xuyên tạc được. Để cụ thể quá, nó giống như là luật pháp ấy, rất khó. Luật pháp bây giờ thì xin thưa rằng là có nhiều cái nó còn chung chung, nó còn mông lung, nhưng với những cái giới luật của Đức Phật thì nó gần như rằng là cực kỳ cụ thể, cực kỳ rõ ràng. Và cái sự vào cuộc của cộng đồng mạng, cái sự vào cuộc cộng đồng mạng, rồi cái sự lên án, lên tiếng cộng đồng mạng đối với những ông Sàm Tăng như là Thích Chân Quang, hay là ông Thái Minh, hay là những ông Thích Nhật Từ, thì người ta mới phát hiện ra rằng là kể cả Đại Thừa, Tiểu Thừa, hay rằng là Nam Tông, Bắc Tông, bất cứ tông phái nào thì cái điều luật của Đức Phật để lại là đều phải giữ nguyên hết. Đều phải giữ nguyên hết. Và cái việc mà có tiền, cúng dường, vân vân, thì hóa ra là các ông đấy là xưa nay là xuyên tạc. Và không bao giờ dám nói về cái thời mạt Pháp, không bao giờ dám nói về đạo kia. Chính vì thế á, không chỉ là cộng đồng mạng đâu, tức là không chỉ có chúng ta là hiểu biết về cái điều này. Trước đây chúng ta có nhiều người cũng hiểu biết, nhiều người cũng lên tiếng, nhưng mà nó chưa tác động được, nó chưa có cụ thể được, nó chưa đánh thức mà chúng ta gọi là thức tỉnh được mọi người. Thì bây giờ với sự xuất hiện của sư Minh Tuệ, nó là cơ hội và đã thức tỉnh. Hiện nay thì theo tôi biết là một vài người đã hiểu biết về cái điều này, họ hiểu biết về cái điều này, và họ là những người có thể có, tôi có thể nói rằng là chúng ta gọi rằng là có trách nhiệm. Và họ bắt đầu họ thấy rằng là ồ, hóa ra ấy, không phải là đạo Phật bị đánh phá bởi những cái kẻ như là Thích Minh Tuệ, hay rằng là Tâm Phúc nọ kia vân vân, mà đạo Phật là bị hủy hoại, bị phá nát ngay bởi bên trong, tức là cái nhân tố bên trong là những ông như mà tôi vừa kể, ông Từ, ông Minh, rồi là ông Quang, hay chúng ta có thể tục danh của mấy ông ấy ra như ông Thảo, rồi là ông Việt, rồi là ông Hiếu, kiểu kiểu đấy. Thế thì đạo Phật bản thân của nó là bị hủy hoại từ bên trong. Bởi vì khi có nhiều người nói với tôi rằng là đọc cái kinh về cái thời mạt Pháp của Đức Phật, và đặc biệt rằng là khi Đức Phật nói về cái thời mạt Pháp, và đặc biệt khi Đức Phật là nói về giới định tuệ, dư giới và lý giới và giáo pháp ra làm thầy, chứ không phải là ai cả. Bởi vì có lẽ Đức Phật đã biết rằng là sau này có nhiều kẻ là nhân danh Đức Phật, nhân danh nọ kia vân vân, để mà xuyên tạc, để mà thay đổi, để mà từ đó làm mưu lợi cho cái cá nhân của mình. Thì Đức Phật đã rất cẩn trọng khi mà từ ngày xưa phải có cái tuệ nhãn, nhìn được cái vị lai, biết được quá khứ rồi, nhìn được cái vị lai, biết chắc rằng là sau này là có những cái ông như là ông Tâm, như là ông Từ, như là ông Minh, hay Nhật Đức, rồi vân vân, có những ông này là vào để mà phá nát cái đạo Phật của mình đây. Cho nên là đã biết trước cái điều đấy. Thế thì họ là những người có vai vế, và tôi tin rằng với những cái tiếng nói của họ, thì những người mà đang nhân danh một cái gì đó để mà bảo vệ những cái ông như là Chân Quang, ông Từ hay là ông Minh, thì xin thưa rằng là không bảo vệ nổi. Bởi vì cái gì đúng là mình phải chấp nhận nhé, đúng không? Chứ bây giờ để mấy ông này cứ ngồi tự tung tự tác, rồi hết là lừa oan gia trái chủ, rồi là áp vong nọ kia vân vân,
rồi là sỉ nhục người khác. Người ta nói thẳng ông Trần Quang đi sỉ nhục người khác đấy. Ông nói rằng là ví dụ như là câu cá sau này là bị vêu mồm vêu lưỡi, hay rằng là đi phượt nhiều thì về, đi du lịch nhiều về thì bị liệt ấy. Đấy là sỉ nhục người khác. Ông không thích cái việc đấy, ông mượn cái luật nhân quả của đạo Phật ra để mà đi công kích, đi chửi với người khác đấy. Thế thì những người này làm sao mà có thể là đại diện cho Phật giáo được? Phật giáo là từ bi hỷ xả. Phật giáo là không tham gia vào chính trị. Phật giáo là tu cho mình, là truyền bá những cái điều tốt đẹp. Đó. Ngay cả cái việc mà đi tu, tại sao người ta nói là chùa phải thanh tịnh, là ở chùa là xin thưa rằng là không có ca hát nhảy múa gì hết. Bởi vì giới luật của Đức Phật là người xuất gia là không được phép nghe những cái điều đó, không được phép chủ động đi nghe những điều đó. Ví dụ các bác mà mời một vị chân tu nhé, à, đợt tới là có cái ca nhạc này, có hội diễn này, thì mời sư đi. Sư không đi đâu. Đó, không đi đâu. Xin thưa với các bác là như vậy. À, cho nên ấy, đó là cái mà chúng ta thấy cái câu chuyện là cái câu chuyện rằng là ồ, kỳ lạ không? Ông Đức Phật, ông ấy đã nói điều đấy. Cho nên là chùa là cái chốn thanh tịnh để mà người ta dễ tu tâm. À, và người ta đến đó để người ta thấy được một cái sự an bình. Chứ không phải là đi cầu cái nọ xin cái kia. Thế thì chúng ta thấy cái câu chuyện này là cái câu chuyện mà thật sự với các bác đã làm cái điều mình không biết dùng cái từ gì để mà miêu tả được. Đó. Và ở chùa các bác có thể thấy một hình ảnh rất phản cảm. Ngay cả chùa Ba Vàng hay một số chùa khác rằng là hú hét, thậm chí là mời cả DJ lên đánh. Rồi là thậm chí là chúng ta thấy có những cô gái nhảy sexy ở bên trên, ở dưới là các sư thầy. Đó là hình ảnh phản cảm. Phản cảm. Chứ bây giờ các bác mời sư thầy đi xem ca nhạc là không bao giờ họ đi. Nếu họ là người chuyên chính. Hay như trước đây Thư Minh Tuệ thế thôi. Có người đến cúng dường sư một cái bài hát. Viết hát riêng tặng thầy. Sư Minh Tuệ bảo rằng là không, không nghe. Không nghe bởi vì là không nghe ca hát. Không nghe gì đấy. Nhưng mà chúng ta thấy rằng là rất nhiều người đang làm sai lệch cái đạo Phật đi. Để rồi từ đó nó làm biến tướng. Và thật may á, là có nhiều người có trách nhiệm cũng đã biết được và hiểu được cái điều này. Và bản thân họ cũng chắc là cũng suy nghĩ rằng là có lẽ cần phải quản lý một cách khác đi. Nhưng mà cái quản lý cái gì đó thì nó cần phải cơ hội. Và có lẽ đây cũng là cái cơ hội để mà những tiếng nói chân chính được phát huy, bởi vì được làm được những cái đúng, cái điều tốt đẹp đó. Chứ không phải là mang lại cái lợi nhuận, cái lợi ích cho ai đó. Chùa to Phật lớn chưa chắc đã là cái nơi mà thanh tịnh đâu. Hay giống như là ngày xưa là Hòa Thượng Thích Phổ Tuệ, giáo chủ của Phật giáo Việt Nam mà thọ 105 tuổi. Thì giáo chủ cũng nói rằng là trong chùa tốt nhất là không nên có tiền. Có thể chùa to tượng lớn, nhưng mà đó là tiền của ba tánh của chúng sinh. Nhưng mà các sư thầy thì không nên có tiền đâu. Không nên sở hữu bất cứ tiền bạc nào. Nhưng mà rõ ràng những kẻ phá hoại đạo Phật là những cái kẻ mà... Những kẻ phá hoại đạo Phật là những cái kẻ mà chúng ta thấy... Họ mới là những kẻ mà đáng lên án. Chứ những bậc chân tu thì không ai đáng lên án cả. Và đặc biệt hơn nữa là những cái tiếng nói có trách nhiệm. Nó có sẽ đợt tới, sẽ xuất phát. Bây giờ một số người công khai rồi. Nhưng mà đợt tới có lẽ sẽ xuất phát ngay từ chính trong nội bộ của Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Bây giờ chúng ta thấy rằng là sư Thích Minh Đạo là nổi tiếng đúng không? Chúng ta biết sư Thích Minh Đạo. Thì sư cũng đã công khai lên tiếng tán thán sư Minh Tuệ và cũng nói về cái việc của mình rồi. Chúng ta là thấy nhiều sư khác, hôm nay tôi thấy gửi nhiều sư lắm. Và họ cũng đã nói cái điều này từ lâu rồi. Nhân đây họ nói lại thôi. Họ chả vì ghen tức hay là cái gì đó với cả là mấy ông ở trên kia. Mà họ thấy rằng là các ông tu không đúng. Các ông như vậy là các ông không phải đi giáo hóa chúng sinh. Mà các ông đang đi phá hoại chúng sinh. Các ông đi phá hoại đạo Phật. Các ông đi xuyên tạc, các ông đi hủy hoại đạo Phật. Nếu đạo Phật ở Việt Nam bị hủy hoại thì tội trạng là của những con người đó, chứ không phải là tại bất cứ ai như là tôi và các bác ở đây. Nếu các ông làm đúng giới luật, chúng tôi tra giới luật, chúng tôi thấy rằng là các hành vi của các ông không phạm vào cái điều nào, thì chúng tôi có muốn chụp mũ các ông không được, đúng không? Có muốn xuyên tạc các ông không được, không xong. Làm sao mà xong được? Làm sao mà xong được? Cho nên ấy, cái câu chuyện rằng là anh cứ giữ giới luật thì giới luật sẽ bảo vệ anh. Thế thôi.
Đó. Anh cứ giữ giúp là thì giữ giúp là sẽ bảo vệ anh thôi. Chẳng có gì cả. Đúng không? Cho nên đây là cái câu chuyện mà tôi nghĩ chắc là trong thời gian tới, khi mọi chuyện bắt đầu bình ổn thì người ta bắt đầu là có cái cơ sở, có cái phương án để rồi người ta sẽ có cái cách mà chúng ta gọi là thanh lọc hay gọi là đốt lò trong 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 cái lĩnh vực và tôn giáo này, thì tôi nghĩ là cũng là cái điều mà nên cần thiết, bởi vì là bảo vệ cái an ninh tôn giáo Việt Nam, mà muốn bảo vệ an ninh tôn giáo thì các tôn giáo nó phải là tôn giáo đúng nghĩa chứ không phải là cái thứ tà đạo để chen chân vào núp bóng giả mạo để rồi từ đó làm cho chúng sinh bị u mê lầm lạc, từ đó tạo ra những cái bất ổn trong quốc gia, đúng không? Cảm ơn các bác rất là nhiều nha.